Quyển 1 bài 7, ngày 31 tháng 8 năm 1925, âm lịch. 14/07 Ất Sửu, nhàn âm đạo trưởng, thi, rừng tòng ngày tháng thú quen chừng, nhướng mắt dòng coi thế chuyển luân, liệu cúc một bầu trăng gió hứng, non sông dạo khắp lối đêm xuân, cao xuân lộc, giáng họa nguyên vận bài thư trên, sóng thác từ xưa đã có chừng, nơi trần mãn tính trọng nhân luân, đò đưa phúc chịu vùi ba tấc, tay trắng phủi rồi một tuổi xuân, ngày 15 tháng 7 năm Ất Sửu, ngày 1 tháng 9 năm 1925, Cao Quỳnh Cư, họa nguyên vận hai bài thi trên, cõi thọ là đâu? Khó độ chừng, ẩn tàng lội lạc bậc kinh luân, buổi già ước đặng đem thân gửi, điện thánh ráng dò lúc tuổi xuân.